cười. Họ ốm này. Lá dứa, lá dứa tươi. Đây là chợ trời châu Á, đủ các thứ rau. Có rau muống nè. À, chị ta, ô, cái mực đắng đó. Đu đu ớt, xà đầu lạc tươi, ui trời, ba la, cái leo này, đây có đủ các loài cây, cây mảng cầu, có cái cốc nè. Câu nè. Cái cây này em câu phút nè. Thân bê chê. Đây cái kem kìa nhé, câu phút đấy. Thân kì. Cái này nghe là ăn vào là chí của miệng cũng ngọt hết. Mít. Phải. Rẻ đấy, cả đội siêu to. Thanh long đỏ, u xoay, nhàn, cái nào mình muốn là những cái tròn gì nữa. 14 nào không con ơi. Ăn lấy cũng cao. Rừng tươi. Dạ. Đây là nó cái này chín rồi nè. Đó là rau. Quế, rau đắng. Tới thiên đường rau mã, rau muống, đàng mít, ba la mít, trời trời là không hiểu thứ gì mọi người nè. Thành quả là mua đá xong rồi đi về. Đây là chợ trời ở Florida. Chợ trời này là của châu Á, nên là người Việt Nam, Lào, Campuchia đồ đem đồ đây là bán tươi rẻ nữa. Hôm qua sáng nay đi chợ này mọi người, cá hành tây,
Nhà. Trời ơi, quả sầu riêng của tôi, quả sầu riêng tươi. Nè. 80 đô. Cái ăn mắm ngon nó đem vỏ ra trà. Thơm nức mùi. Mướp nè. Thôi đi về nấu ăn. Bye bye.